Các bạn đoán xem hôm nay tụi mình dẫn các bạn đi đâu nè. Ta-da! Tụi mình đã có mặt ở bảo tàng chứng tích chiến tranh cùng theo chân tụi mình nha. Sau chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam giành thắng lợi hoàn toàn, hòa bình, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc được khôi phục, để lưu lại những chứng tích anh hùng của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống các thế lực xâm lược, đồng thời để tố cáo những tội ác và nêu bật những hậu quả tàn khốc của cuộc chiến tranh xâm lược. Ngày 4 tháng 9 năm 1975, nhà trưng bày tội ác Mỹ Nghị được mở cửa phục vụ công chúng, sau đó đổi tên thành nhà trưng bày tội ác chiến tranh xâm lược trước khi trở thành bảo tàng chứng tích chiến tranh. Hiện nay, bảo tàng chứng tích chiến tranh là đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, nằm trong hệ thống các bảo tàng Việt Nam, các bảo tàng vì hòa bình thế giới và là thành viên của Hội đồng các bảo tàng thế giới. Bảo tàng chứng tích chiến tranh là bảo tàng chuyên đề nghiên cứu, sưu tầm, lưu trữ, bảo quản và trưng bày những tư liệu, hình ảnh, hiện vật về những chứng tích tội ác và hậu quả của các cuộc chiến tranh mà các thế lực đã gây ra đối với Việt Nam. Qua đó, bảo tàng giáo dục công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, về tinh thần đấu tranh, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, về ý thức chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình và tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Bảo tàng lưu giữ hơn 20.000 tài liệu, hiện vật và phim ảnh, trong đó hơn 1.500 tài liệu, hiện vật, phim ảnh đã được đưa vào giới thiệu ở 8 chuyên đề trưng bày thường xuyên. Trong 35 năm hoạt động, bảo tàng đã đón tiếp trên 15 triệu lượt khách tham quan trong và ngoài nước, hiện nay với khoảng 500.000 lượt khách tham quan mỗi năm. Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm. Việc nhắc lại những câu chuyện trong chiến tranh sẽ mang lại những cảm xúc khác nhau cho người trong cuộc. Niềm tự hào về đồng đội, hạnh phúc về những năm tháng đã sống hết mình cho lý tưởng của tuổi đôi mươi, tự hào vì đã từng sẽ dọc Trường Sơn để cứu nước, lý tưởng cho Tổ quốc quyết sinh. Và đâu đó là nỗi ám ảnh, hối hận khôn nguôi của những cựu chiến binh Mỹ, nỗi đau xé lòng của người dân Việt Nam. Vì trong khoảng thời gian ấy, Mỹ đã sử dụng những trang thiết bị tối tân và hiện đại nhất thời bấy giờ để đàn áp người dân Việt Nam, như là vũ khí hóa học chất độc màu da cam. Một trong những hậu quả kéo dài và dai dẳng nhất của cuộc chiến, nỗi đau của nhiều thế hệ con người Việt Nam. Ác của Mỹ đã làm đau với người dân Việt Nam gây ám ảnh suốt mấy mươi năm qua, đó là vụ thảm sát của quân đội Mỹ. Sau đây mình xin nói sơ lược về hai cuộc thảm sát của Mỹ đã gây chấn động dư luận lúc bấy giờ. Thảm sát Thành Công là sự kiện diễn ra vào ngày 25 tháng 2 năm 1969 tại Khâu Băng, Bến Tre, giết hại 21 người dân và người già, phụ nữ và trẻ em. Thảm sát Nghĩa Rai hay thảm sát Sơn Mỹ là một trong những tội ác chiến tranh. Vào ngày 16 tháng 3 năm 1968 tại khu vực thôn Mỹ Lai, tỉnh Quảng Ngãi, đã thảm sát hàng loạt 504 người dân thường không có vũ khí, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Chùa Cò Pháp, Trại Phú Thọ là nơi ám ảnh kinh hoàng các tù nhân cho đến ngày độc lập. Ngày dù sự đã qua đi, nhưng mỗi khi nhắc đến Côn Đảo, người ta lại bồi hồi khủng khiếp. Những hình ảnh được tái hiện sinh động, ai đó đều thấy đau thương và cảm phục với những người anh hùng. Dù họ đã bị hành hạ dẫn đây nhưng vẫn không khuất phục, bởi thế mà đã hàng chục người đã hy sinh tại nhà tù Côn Đảo. Lịch sử là quá khứ, là nơi chứa đựng những giá trị văn hóa, đó là hồn cốt, truyền tải những giá trị truyền thống. Nếu như lịch sử còn thì văn hóa còn, và văn hóa còn thì dân tộc còn. Không khí này hy vọng là nếu mình đã truyền tải được đến tất cả mọi người vai trò của môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hồn cốt của thanh niên Văn Lan, từ đó tạo ra một cơ sở hình thành có việc giáo dục và đào tạo các bạn trẻ trở thành những nhân tài trong nước nhà. Xin chào bạn, có thể cho mình phỏng vấn chút được không ạ? Được bạn. Bạn nghĩ sao về vai trò của môn lịch sử Đảng đối với sinh viên Văn Lan ạ? Với mình thì lịch sử Đảng là một môn rất là quan trọng trong đời sống sinh viên. Như có câu nói dân ta phải biết sử ta, và chúng ta phải ghi nhớ rất là nhiều kiến thức lịch sử. Đó là một lịch sử là một trong những môn mà ghi lại dấu ấn cũng như là những gì mà công sức cha ông ta đã gây dựng và bảo vệ đất nước để chúng ta có nền độc lập và hòa bình như ngày hôm nay. Và đối với mình thì trong ba yếu tố thì đạo đức chính là yếu tố quan trọng nhất để mình liên kết đến môn lịch sử Đảng. Mình thấy môn lịch sử của Đảng đối với sinh viên Văn Lan là một môn rất là hữu ích và hay. Tại vì môn này thì mình thấy rất là nhiều cái thật mất thời gian khó nhớ, nhưng mà để nhớ được thì mình phải cần có một ý chí rất là kiên cường. Nhưng mình nghĩ đó là ý chí là một cái vai trò rất là quan trọng. Mình thấy cái môn này rất là bổ ích với sinh viên, tại vì nó sẽ giúp cho chúng ta ghi nhớ được những cái chiến công hào hùng của lịch sử dân tộc Việt Nam. Yeah. Môn học này thì mình có những cái kiến thức chuyên ngành để vận dụng và chủ động sáng tạo vào các chính trị xã hội, văn hóa nghệ thuật để theo đường lối chính sách của Đảng. Mình nghĩ là vậy.